có nên uống viên uống trắng da glutathione 600 cho mẹ bỉm sữa đang trong kỳ cho con bú không? Đây chính là câu hỏi mà chị em nào đang cho con bú cũng rất quan tâm. Ở giai đoạn này mình xấu đi nhanh lắm, nhưng lẫn lộn giữa sắc đẹp và sức khỏe hao tổn khi chăm con, khiến bạn sẽ phân vân nhiều lắm. Nên hay không nên uống glutathione 600 khi bạn đang trong thời kỳ cho con bú? Trong video này shop sẽ có câu trả lời cho các mẹ bỉm sữa ngay nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Viên uống trắng da glutathione 600 với 100% thành phần tự nhiên và sản xuất theo công nghệ của Hàn Quốc. Viên uống trắng da và ngăn ngừa nám cao cấp giàu glutathione 600, một thành phần làm trắng số 1, giúp loại bỏ các tế bào sừng hóa, các mảng sắc tố da sậm màu, đồng thời ức chế hoạt động của melanin nhằm ngăn chặn sự tái sinh của hiện tượng tăng sắc tố. Kết hợp với collagen, cao sâm tố nữ và bột nhau thai cừu giúp làm tăng quá trình trao đổi chất của tế bào, chống lão hóa, tăng sức đề kháng, thải độc tố trên da, giảm stress, kích thích quá trình sản sinh collagen, giảm nếp nhăn, tăng cường độ đàn hồi giúp da trắng sáng tự nhiên, săn chắc và mịn màng. Với những công dụng tuyệt vời như vậy, tất nhiên viên uống này sẽ làm thay đổi nội tiết tố của cơ thể. Chính vì vậy mà nó không phù hợp cho trẻ em, phụ nữ mang thai và đang cho con bú. Những người đang điều trị bệnh cũng cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để xem thành phần của viên uống glutathione 600 này có kỵ với thành phần của các loại thuốc đang điều trị hay không để đảm bảo an toàn nhất khi sử dụng nhé. Viên uống trắng da glutathione 600 hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán viên uống trắng da glutathione 600 hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.